And the bee says buzz, 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 buzz. Chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu cách tạo hình cây nhện hay còn gọi là cây liến khách, là cây cảnh sinh của chúng ta. Nguyên vật liệu chúng ta cần dùng hôm nay sẽ là đất sét nhật của D-Clay, cũng có hai màu, màu xanh và màu trắng. Que thép nhỏ, keo sáp làm hoa, và thật là chúng ta cần hôm nay là có kéo nhọn, que tạo hình, keo sữa và chất bôi trơn. Để cho cái cây cảnh thành cục phẩm của chúng ta có màu đẹp hơn, các bạn nên trộn hai màu trắng và xanh để chúng ta có nhiều cấp độ màu xanh từ đậm đến nhạt khác nhau. Điểm đặc biệt của loại cây cảnh này là có hai màu trong một, hai màu đối lập nhau trong một loại lá, thường là màu trắng và màu xanh. Ở đây chúng ta thấy là màu xanh bên trong và màu trắng bên ngoài, các bạn cũng có thể làm ngược lại là màu trắng bên trong và màu xanh bên ngoài. Bước đầu tiên chúng ta dùng viên đất nhỏ, kích thước từ 0,5 đến 0,75mm, vây dài từ 3 đến 6cm. Các bạn lưu ý cố gắng để đoạn đất sau khi vê xong không bị thắt eo. Dùng dụng cụ ép đất ép. Vì ở đây chúng ta dùng hai lớp đất nên được cố gắng ép mỏng hơn so với các loại lá cây khác. Ta đã được mặt trong của lá. Các bạn dùng kéo cắt nhẹ, tỉa sáng trên lá. Chú ý luôn luôn có một đầu nhọn. Để thời gian phơi cho ráo khoảng độ 10 đến 15 phút. Các bạn làm từ 10 đến 15 mặt trong của lá như thế này. Trong thời gian đó ta chuẩn bị làm mặt dưới. Viên đất tương tự viên đất, kích cỡ từ 0,75 0,5cm, vây dài, dài hơn kích cỡ của dài hơn kích cỡ của mặt trong từ 1 đến 2cm. Tiếp tục ép mỏng. Bây giờ mình lấy sợi khi được em mỏng.
Các bạn dùng que thép nhỏ đặt lên miếng đất trắng. Diện tích tiếp xúc của miếng đất với lại que thép sẽ bằng khoảng 1/3 chiều dài của chiếc lá dự định làm. Sau đó, dùng chiếc lá xanh mặt trên ta đã cắt trước, khéo léo dán đè lên que thép. Bạn chú ý dán từ phía dưới dán lên. Dùng tay ấn nhẹ cho hai mặt dính vào nhau. Để cố định, cho hơi khô xe đất khoảng từ 5 đến 7 phút. Sau đó, ta dùng đầu nhọn của que ấn nhẹ đường định hình cho lá. Và bỏ đi nước đất thừa bên ngoài. Sau đó các bạn dùng que lăn tạo hình, ấn nhẹ một lần nữa vào phía cạnh lá, tạo độ cong mềm mại cho chiếc lá. Trong trường hợp chiếc lá bị rắc hoặc là hình chưa được mong muốn, các bạn có thể dùng kéo để sửa hình. Bạn để lá khô khoảng 15 phút trước khi đất thành cây. Đây là những chiếc lá sau khi đã khô. Các bạn thấy hình dáng của chúng ta. Chúng ta có thể điều chỉnh độ cong bằng các bẻ cong que thép đằng sau. Ta chọn những chiếc lá bé nhất để ghép cây đầu tiên. Các bạn không nên ghép quá nhiều lá một lúc, sẽ dẫn đến được là bó không chặt. Khi kết thành cây, chúng ta chỉ cần xác định vị trí của từng chiếc lá. Còn việc để tạo kiểu dáng cho lá thì sau khi kết xong chúng ta sẽ bẻ xong. Các bạn dùng một ít keo sữa